đẹp trai thích cho triệu like. Dừng chân cho em xin dăm kiểu ảnh đăng Facebook nhé. Em đúng idol em quá ư chịu chơi. Có cái bánh bông lan kính mời ăn kẹo dầu của em anh ơi. Người thật là bất ngờ, mình chạm thì hững hờ, trong khi chúng nó lao vào thằng đó. Tức thật đấy, sợ gì mình cũng làm trở thành một wrecking boy. Về nhà mình đổ xe đi chiếm. Là anh ơi, anh ơi, anh ơi, cho em đi theo anh giúp việc, học đua xe và tham gia đội anh nhé. Đi ra đi ra, tao không quan tâm đâu, rách việc nào thằng ôn này biến mau để bố về. Người tránh ra đi. Đua nào, Wrecking Boy anh đây lại phải ngán sao? Liệu mày có dám đi ra đường cục cao? Ra tổ lái phải lưu xe nên phải cúi chào. Đường tình anh thua, đường đua thì anh chấp. Mặc kệ ngoài kia bao hiểm nguy đang ẩn nấp. Bỏ hết sự đời lao ra phố phương tấp nập. Nếu không may mình bị tóm thì biên bản anh cứ lập. Đam mê tốc độ mặc kệ ai chê. Mấy em gái thấy anh chỉ có thích bê. Anh là nghệ sĩ đường phố không cần cát xê. Ai nói gì anh mặc kệ cứ cười hả hê. Ông bạn sao wow. Có đua cùng tôi ngặt sao đi ông ngay hay là sợ thua tôi thế? Cái gì? Thích chơi thì chơi, có ngon vào sơi. Biết đâu ai là người thắng cuộc, ra đoạn xa trường ta chiến luôn. Người triệu cọc bán này thì sợ gì ngữ mày. Anh em chơi chất không bùng đâu nha. Được rồi mình chiến thôi. Chiến nhẹ nhàng gạt trống chân lên. Nào mình cùng vặn ga tăng tăng. Là đua thôi, đua thôi, đua thôi. Anh em ta dần chơi chính hiệu. Độ xe lên và phí không cần suy nghĩ. Đua thôi, đua thôi. Không quan tâm mai ta cứ đua. Chẳng cần lo gì, đam mê là bất diệt. Toàn thử, toàn thử thầy ơi. Tìm được thầy mới đất hơi. Sao tìm tôi để làm chi mà nhìn vội vã không giống như mọi khi. Thì đó, không biết bọn học sinh giờ học mà chúng nó đi đâu không còn ai. Ôi chết thôi bây giờ sao. Thì đi tìm bắt chúng ngay về trường nào. Cô ấy mới hay ngoài đường. Chuyện gì? Đua xe phóng nhanh quanh trường. Hả? Em đã can rồi thế nhưng chẳng có bạn nào nghe. Oh, no. Chúng ta hãy đi cùng nhau bắt giữ chúng ngay về trường. Rồi là thông tin, rồi là alo báo gấp cho phụ huynh. Đúng, có ngay đi về. Bắt ngay đi về. Có ngay một cú. Bắt luôn một lượt. Là phi nhanh, phi nhanh, phi nhanh. Phi nhanh lên không cho nó vượt. Vặn ga đi nào. Xem ai chạm đỉnh trước. Phi mau anh em luôn hoan hô ngóng chờ. Đợi hai idol tăng ga để thắng cuộc. Chưa phải bị què. Vì một phút bốc đầu mà tí nữa thì bốc mộ. May là tao vẫn còn tay ấy, lành lặn. Tao về chân vẫn còn nguyên. Này. Hả? Đùa nhau thì đùa thế thôi, chứ tao với mày sinh ra lành lặn, tự nhiên lại đua mới chở xe. Bỏ đi mà làm người, chứ không á, khổ gia đình. Bỏ đi. Bỏ. Kiếp. Sơn. Thầy biết ý. Là em dạy tôm đi xe đúng không? Vậy thì ngày hôm nay em. Em ơi, dạy thầy đi xe nhá, chứ thầy chưa biết đi xe máy. Em mà muốn trở thành một sinh viên ưu tú thì em phải dạy thầy đi xe em nhá. Ê Sơn. Thầy ơi. Đừng tắc vội nhá, vẫn còn chưa hết đâu. Xin chào tất cả mọi người nhá. Và sau bao nhiêu tháng chờ đợi thì trên tay Tôm bây giờ đang là cái nút bạc của kênh Tôm Parody. Mọi người hãy cùng Tôm chiêm ngưỡng nó nhá.
Đây mọi người, đây là nút bạc có cái tên là Tom Parody mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho mình và ekip. Và hy vọng trong thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình để chúng bọn mình sớm được nhận nút vàng mọi người nhá. Nút vàng YouTube mọi người nhá. À, anh ạ. Thằng rửa xe. Dạ. Mày lưu xe tao đây làm gì hả? Anh, hả? Em mượn em quay em phông bạt tí thôi ạ. Mày phông bạt á? Dạ. Anh em đâu? Ui ui. Xong lên. À! Bây giờ thì hết thật rồi đấy, nhớ like và sub nha.